Con này giống đèn bolix quá. Em tắt bớt đèn ngay. Tắt bớt đèn ngay. Nó có mấy bóng đèn không? Em mở hết đèn coi, mở hết đèn coi. 6 bóng đèn luôn hả? 6 bóng. Đó. Chơi con này phải giữ nha. Nhiều đồ chơi phải giữ á. Không có công tắc luôn. Cái này là đèn để có mà tìm ấy. Đó, tắt rồi đó. Đó, đèn này đèn bolix nè. Nè anh em, con này lên 2 thắng đĩa nè. Còn quá không thấy gì hết trơn rồi. 2 đĩa thì chỉ có 1 thắng rồi. Để đây đó nha. Chú ý lắng nghe. Gì vậy thầy? Theo dõi đánh. Đẹp không? Đẹp không? Nít nách liền. Đang hướng dẫn em chạy xe. Rồi. Ok chưa? Đi này phải cẩn thận. Đẹp không? Ơi con này lên bộ đèn đảo á. Giữ nha em, không có ấy nha. Cái đèn bên phải á là đèn sương mù á, đi đi sương mù. Không. Bên cả hai bên bên này đuổi luôn rồi. Nhớt. Con này là cứ tùy nhớt. Tùy cái loại nhớt mình đi nữa. Thì cái gì không biết thì kêu nó cứ gọi cho em. Em hướng dẫn cho. Nè con này lên 2 đĩa nè em. Hưng, chở sáng hơn. Quay vô anh quay 2 cái đĩa cho mấy anh em coi. Led vô. Anh em thấy không? Lên cái đĩa này nè, rất là lạ, rất là hay ha. Đó. Có nghĩa là chỉ đi có một đĩa thôi. Chỉ đi có một đĩa thôi nhưng mà lên hai cái một cái bát này nè, để ra thêm cái đĩa nữa nhìn cho nó ngầu á, nhìn cho nó bự á, cho nó ngầu á anh em. Con này rất là nhiều đồ chơi. Cái cục này có phản quang luôn nha anh em. Nè, cục này có phản quang luôn nè. Cái này bảo vệ heo dầu nè, bảo vệ tia phuộc nè. Rồi bảo vệ các nước nè. Đèn chợ sáng nè. Thấy không? Đèn chợ sáng trên nè, trên dưới luôn nè. Đèn bolix nè. Khi anh em thấy giao thông á, anh em mở đèn này lên thì bình thường nếu như mà nó bắt anh em vô phạt 150 thì mở đèn này phạt 150. Đó là chống đột cho kính nè. Rồi mấy cái chi tiết thì đã dán hết carbon rồi nè. Mình thấy chưa? Tại giờ anh em lấy xe khuya quá cho nên quay khuya. Đó nè. Những chi tiết này được dán bảo vệ hết trơn nè. Tại cái này là xe này là mẹ của thằng em nó nhờ mình tìm giùm cho nên mình phải tìm chiếc xe thiệt là ngon á. Hơi bị lâu luôn á anh em. Nè, chìa khóa zin nè. Tìm hơi bị lâu luôn chứ không phải là đùng cái là có liền nha anh em. Đó. Rồi ở đây là có bảo vệ tay tay con tay thắng nè. Đó anh em thấy chưa? Thì tay con với tay thắng. Đó. Rồi giờ mình giao xe em. Mình vô lấy cho anh em cái nón bảo hiểm bằng tư mà có loại mới nhất á. Cái loại mới nhất á. Đẹp không anh em? Đó. Nhìn con xe đó rất là ngầu ha. Rất là đã, ban ngày còn đẹp hơn nữa. Đó. Dàn áo là không có xước xát gì luôn, có dấu hiệu gọi là va chạm luôn anh em. Nó dàn áo rất là đẹp. Sáng lắm. Đó, thân đĩa giống như là phân khối lớn vậy đó. Rồi giờ chạy về luôn hay sao? À, đổi cái nón này em. Cho an toàn. Cái này đi trong thành phố đồ ok lắm luôn á. Thử đi, bóc siêu. Rồi bye bye chị nha. Rồi. Đây. Rồi vô
Ừ, cho an toàn xíu đi. Lột cái tem này ra. Đó, nón đẹp không anh em? Để cho anh em coi nón. Đây. Bóc tem đi em. Đó. Rồi. Ngon lành. Đẹp không? Mỗi tên. Đội vô, đội vô, đội vô đẹp không? Vừa đúng không em? Vừa đúng không? Đó, gỡ lên gỡ xuống. Này khỏi khỏi cần bịt khẩu trang luôn, mát mẻ. Ừ. Nhờ anh chạy về đi. Đứa nào chạy về chở em về đi. Ừ. Rồi cái gì bắt ráp về. Rồi. Rồi đổi nó chạy vòng đi. Đổi nó lên chạy vòng đi. Kéo kéo dây ra. Cài vô ông nè. Rồi 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 thọc vô. Chạy vòng đi. Rồi cái gói gì anh chỉ chạy cái giùm xe đó không có chạy cho nào đâu mà bắt tôi chỉ cho tôi được. Rồi. Chạy đi, leo lên. Thi ngồi phía sau đi. Em ngồi phía sau kèm. Có gì trong giò tới. Tướng nó chạy xe này hợp mà, nhìn cặp giò bự quá trời. Chạy hợp đó. Chưa được 17 tuổi nữa. 16 tuổi. Có thằng em hồi sáng mới qua em nó cũng mới 17 tuổi. Nó mua chiếc Z9 nè. Mấy trăm triệu luôn á. Rồi. Rồi. Ra đều đi. Anh em thấy xe đẹp không?